Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review các bạn con xe Speedpass mùa thứ 23, Long Phượng Hòa Minh. Có cánh luôn đó. Bộ xe nhìn có vẻ đẹp các bạn ạ. Mình mới nạp 60k mở Speedpass. Các bạn mở Speedpass thì mở trên web nha, b.gin.vn. 60k thôi là các bạn kè là có xe. Con này bao nhiêu level là xem viễn đây. Có phải 10 có bet. Khoảng 100 level là có xe viễn nha. Trầm thôi. Có khung luôn rất là ngon. Bộ đồ nè. Cũng có một chút hiệu ứng. Sao là hết rồi đó. 100 level là bạn nhận đó. Còn nhận mấy cái xu đổi thôi. Hay mùa gần đây nó cho kè khá nhanh, 100 level là đủ rồi. Ok, tuyệt chiêu là khả năng đánh lái không rít rất tốt khi chạy đường trường, đổi hướng mạnh đó. Trong đuôi đạo cổ, bút trên không và bút tiếp đất, tốc độ, động lực, thời gian còn 18%. Khi bị tinh lửa của bi lốc xoáy tấn công, có 62% bút trên không, lần kế động lực còn 100%. Thời gian bút tiếp đất, lần kế còn 1,7 giây. Coi như là chiêu con này chiêu đạo cổ các bạn. Động lực này là sức mạnh đó. Mạnh mình đi bút được. Này bạn đang phun đánh trái nha. Ở đây nếu mà bạn nào chưa đậu cùi đang nhánh giữa nha. Coi nhìn cho tốc độ nhanh nhánh trái. Bút kép 26 mấy. Mấy con xe đậu cũ á, bút kép lúc nào nó tốc độ cũng cao hơn xe bình thường tầm 240 mấy thôi. Xe đúp 310.3. Đổi hướng thì đương nhiên khỏe rồi, cái skill nó mà. Quay dán tốc độ coi thử con này đua tốc độ như nào. Tại thường thường mấy con đạo cụ nó đua tốc độ rất khỏe nha. Ví dụ như con hổ băng hay là con Rhino hồng á, mấy con đó tuy xe đạo cụ nhưng mà đua tốc độ bá lắm. Đổi hướng qua được luôn à. Con này đổi hướng mạnh qua góc đó rất là ngon. Thiếu tí này cho lấy mà không kéo được luôn. Xe quay cánh đẹp đấy chứ. Mà ai đang dí mình gắt người ta ngay sau lưng luôn. Thân thẳng thế. Vậy là cậu ấy đua tốc độ thì nó không phát động skill xe. Nó chỉ có cái skill đổi hướng thôi. Bây giờ là chạy ngon rồi. Với mình thấy cái con này boost rất là lực nha. Nói chung xe này chạy tốc độ ngon đấy. Tuy là không bằng mấy con sử bát mấy mùa trước, nhưng mà nó vẫn nhỉnh hơn so với xe bông nha. Nhỉnh hơn tí á. Mấy mùa này xe sử bát đẹp vậy. Hai cái luôn. Bạn nên dùng cái đít chuột một bút để ăn hai đầu cụ. Phải bị đam rồi. Đó có skill xe này các bạn. Ô trời các bạn thấy không? Thấy nó kéo dài thời gian lên tóc kìa không? Không phải thời gian lên tóc mà thời gian mini boost của cái boost tiếp đất á. Nếu mà cái skill nó như này đó, là các bạn có thể kéo như con Starlight luôn á. Mình kéo xong rồi cái nó cái cộng thời gian mini boost là cũng như thời gian lên tóc rồi. Còn mấy cái boost trên con tiếp đất thì nó cũng cộng nha, nhưng mà 18% thôi. Kiểu như nó cộng như con trâu vàng vậy các bạn. Mấy con này là boost trên không tiếp đất thôi, còn con trâu vàng là nó boost nào nó cũng được cộng á. Thời gian mini boost nè, sức mạnh mini boost đồ các kiểu luôn. Tại đua đạo cụ là boost, phần boost nó rất quan trọng. Tại các bạn bị đam nhiều á,
Nếu có boost bạn mạnh thì các bạn có thể lấy lại tốc độ nhanh. Có skill nữa nè. Mà boost sớm. Để ECU lửa khúc cuối bị ao nhây. Bạn chơi đầu cũ là phải để ECU lại khúc cuối chứ đừng có ECU như tốc độ. Khúc cuối dễ bị ao nhây lắm. Cái nitro ở bên đó khó nhắn quá. So tài tốc độ cùng Lil Wayne tại Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng